để cho mày biết ở đó nó phải chi nhiều vậy đó, đúng không? Ở đây các bạn ơi, các bạn coi mình chuẩn bị đi chùa. Đây các bạn ơi, mình đi cúng mấy chùa mà cái nơi mà để tượng Phật á, ở nhà nó đẹp gọn ha, gọn ghẻ luôn, có cái cây đẹp mà cây nó rụng hết lá giờ mùa đông mà. Đó, các bạn thấy mùa đông nó chuyển lá màu rồi, nó không có sực sỡ như mùa hôm mình quay cho các bạn coi nha. Đây là bé của tôi Hiyo đang ngồi đây nè các bạn ơi. Trời trời đông mà nó mặc áo gì nè, nó mới chịu nè, thấy không các bạn nè. Vậy đó. Nóng hơi nóng lên nó là đẹp. Nó nóng không, giảm độ nó xuống rồi. Rồi. Đây các bạn ơi, rồi chuyện miền này nó ở chỗ ngoài đây nóng chứ ngoài sao thấy bình thường không lắm. Chính không à, không nóng chứ Hiyo nóng, ngồi trực tiếp đi. I love you Hiyo ơi. Đó. Đây các bạn ơi, mà bữa hôm mình đi mình thấy cái bông này nọ đẹp dữ lắm, giờ lá nó rụng trụi lũi hết. Yeah. Mới có tuần hai tuần chứ nhiêu phải không, là nó khác hoàn toàn, giống như cuộc đời với mọi người mỗi khác. Hôm nay đề chi kìa, đề chi lại đó, đó hả, lên đây ra lên dốc đó đó. Ở cái công ty nó cũng ok với mày, mày chỉ mày đó mà. Khoảng 15 người làm cho nó đó hả, 15 đó, 15 người ra ngoài đó. Hàng chứ cái công ty nhìn nó gọn gàng quá ha. Còn cái công ty mà bữa hôm ta chỉ mày đó là tên là gì, Baro hả? Hôm bữa đặt chính người đã đau nó hơi tắt Long ơi, nóng quá Long ơi, nóng rồi gì được rồi, chung quà được rồi, nóng quá. Em Hiyo tội nghiệp, em hỏi em quà cũng chết à. Mới xây à, đẹp ha, nhìn lạ ha, đẹp ha. Bữa nay nhà giống vậy hơn được, má tiền không đó bà nội, cả tỷ đó. Đâu, nhà nhỏ nhỏ kia kia kìa, thành ra cái container chứ ha. Anh Long còn mộng lắm, dễ gì container chứ, tao tao muốn container là ổn rồi, còn mộng cao lắm á, còn mộng dữ lắm, đẹp sao được. Mày thấy đụng như cả tỷ, mà tỷ là mày biết đỡ cái tiền Việt biết bao nhiêu, 1 tỷ tiền hàng, 17 tỷ tiền tiền Việt Nam. Trời nghĩ đi ha, đó bây giờ cái cây hoang tàn chứ nó chuẩn bị hay đó. Ủa em tôi ngủ hả? Em Tiết Minh ơi, em ngủ luôn rồi chứ đó chị ơi. Em ngủ rồi, em mệt rồi, em buồn ngủ, em nhắm mắt lại. Mà nó hơi ấm nha các bạn đó. Em tôi nè hay cưng chưa đó các bạn ơi. Em tôi nó nằm ngủ rồi nè, trời ơi. Tôi nghe tôi Tiết Minh tôi nói chuyện quá trời, nó ngủ luôn rồi. Nhẹ nhẹ đi nha, chuẩn bị cho. Không biết táo của này nó thu hoạch rồi ta. Hồi sáng nó còn bị nóng quá, tao để tao mở cửa hé ra cho nó. Ôi, vô lạnh lắm, cởi nó đi để gì đi bắt gì tới từ đây tới về là. Con nè bữa hổm nè ra quay từ từ bữa hổm nè khúc này nè các bạn ơi, đó cái cây nè bữa hổm chụp đẹp bá cháy. Ủa không phải cây này lộn rồi, đây nè cây này nè, nè cây đằng đây nè, đây nè chuẩn bị tới nè các bạn. Nhìn đây đó, nhìn từ từ lăn lừa vậy, từ từ lăn, không có ai sao lưng chân lăn à, đúng chân rồi đó. Cái cây bữa hổm nó vàng chạch đẹp ghê không, bữa nay nè nó tàn gì nè các bạn, nó tàn như tiếng vũ ra, nó lạnh quá mình còn quéo nè, không chi là cây cỏ. Nó mệt quá, đi làm con rắn làm với mẹ mệt quá, về ngủ mệt lắm. Mời đi bắt đầu đi học nữa, có niềm vui trả lời rồi em ơi. Trời em ngủ mất thì ầm ngáy nè. Tụi em bị sâu mũi là mới ngáy. Em ơi, em ngủ mà em ngáy luôn nè các bạn ơi. Rồi, thấy giữ cái nó kìa, thấy không? Thấy rồi không? Thêm các bạn. Em đã ngủ rồi các bạn ơi. Thôi giờ mình chuẩn bị quay đường đi Phật đây. Các bạn ơi, đã đây nè các bạn ơi, đã qua đã bông qua bên đường. Cái cây đó sao vẫn còn sống ha, nó còn dai dữ ha. Cây này hả? Mấy trăm năm rồi. Mấy cây nhỏ nhỏ kìa. Mấy trăm năm rồi nè. Nhỏ thì nó tàn hoa nó đã chết luôn đó. Chết nữa nó tự rớt hộp xuống mọc hả? Còn cây này là không chết hả? Cây này nó gì hoài đó. Đông nó cũng gì nè. Đông yêu, Đông yêu, công ty Đông yêu hả? Đông xưa. Đông yêu. Mấy cái này là mấy cái chỗ mà người ta chết người ta chôn nè các bạn, đó thấy không? Cái đó mình ban đầu tôi tưởng là gì vậy anh ạ? Táo chưa chín nữa má, táo này mẹ má ơi, táo này hôm ba nó chạy nhanh như gió vậy ông nội, tao quay nghỉ mẹ luôn đấy ha. Xe sao rồi? Rồi chuẩn bị nè. Tài chi đâu?
qua này mới tới Tây Chi, lòng qua này tới In Sia không? Không phải. À, ví dụ mà nó nghe là nếu mà người ta đặt, người ta đặt mấy chỗ nhỏ 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 là nó đi giao mệt hơn chỗ bự phải không? Dành cho công nhân ở đó phải không, công nhân làm phải không? Mấy cái người mà tao thấy mấy người coi lên TikTok đó, mấy người mà ba mẹ thăm thân qua làm á nha, là nó cũng đặt cho ba mẹ nó ăn đó nghe không? Không biết cái đó là mệt lắm, ở điều nào vậy điều này không biết cái kệ, cái đường qua bữa hôm đẹp như trong phim giờ nó tàn vậy đó thấy không, ở phía trước đó các bạn. Rồi, đường này là đường đi đây, mấy cái cây cũng xanh tươi và nó tàn như qua trứng vũ vậy đó. Ở nó ngáy kìa mà. Cái đỏ màu hay đẹp không? Ừ, nó đẹp màu đó mà đẹp. Xanh sạch. Tê xám đó thì nó đỏ xong nó xám xong nó gục lá hết. Ừ, ai núi quá trời hay lần ha. 70% là núi mà. Núi. Ừ, núi cơ. Rồi mấy cây nó cây cam nó hay không nó núi luôn. Ừ. Ở Hàn Quốc nó biết không mà nhỉ. Bây giờ hàng chi lạnh thế mẹ luôn nè, đây là gì, ở đây gọi là gì luôn nè, nó giao ra đó, nó giao đây nè, bây giờ không biết còn giao không. Ờ, đọc nữa in xin có chín người ăn đó. Mà ông nó la làng cho đó mà cuối cùng cũng tìm lại cái tiệm của mày để đặt nữa. Cái này có quán nào đâu mà in xin, thường thường là chồng mà giao hay hàng kia giao, chồng mà giao hay hàng kia giao ta? Kia giao luôn. Anh giỏi quá. Kia giao thuốc đây xong anh đảo lại, nó đảo lại, đảo xuống luôn. Điều này nè. Cây lá gì nữa các bạn, gì khè. Cái đó là công nhân ta làm hoài luôn mà, mấy người lớn tuổi với người Philippines. Đây tới quan âm Bồ Tát nha, bên tay phải nha, vậy từ từ tấp bên tay vô nha các bạn ơi. Xong đó, tao chọc nhân xong rồi. Tắp vô mình cho ổi nhân xong hả? Ừ. Ừ. Từ từ tới rồi. Năm tháng 10, ngày 10 tháng 9 âm lịch. Đó, mấy các bạn tượng Phật đẹp đúng không? Chưa đợi tí mày. Tao chụp hình cái người ta cũng năm hồi gì đó con. Bên đây nha các bạn ơi, bên đây nha. Lao cũng trước đi Lao. Nè nè các bạn. Đây nè, ở đây nè các bạn, cái đó cái tượng Phật này. Cái ông này là lạ đi. Thì chắc ông thằng của hàng ở bên Hàn Quốc á. Không biết. Ông này Phật A Di Đà nè, đẹp ha. Thấy ông đẹp quá trời đẹp không các bạn. Ôi. Hay quá. Lâu mà trung tâm giới số vô đây thà mua cái miếng đất gồng gồng thỉnh cái tượng về chân đó đó. Ở trong đây cũng được. Cũng đất ở trong đây nhà nên em đang được. Em đang ở ok không? Chạy ra đó ta làm cái chi cả. Ừ cũng được, ok, ở trong đây cũng vui nên mình thấy sơm ha. Nhà cửa. Nó mới sơm nữa. Không giá cho cầu trời mà nếu mà đó mua được cái đất ha, là mày thỉnh cái tượng nó đem về, thỉnh tượng nó đem về cúng là mỗi ngày là im luôn á, là trồng bông xung quanh ha, phải cắt cái nhà lên chứ, mà nếu mà mày để như vậy tiếc cái nó xuống nó đóng nó trơn ha. Rồi cải kêu trà thảo để làm công ty mà. Rồi đi làm học vạch sớm xưa. Ta bán không biết. Ta gần gọn ở trong đây cũng được nè, ở đây cũng có cái nhà. Trời, bữa hôm đất của bà Mỹ đi mà ta hết hồn, mà xa ghê luôn vậy. Ở đây mày ra mua sinh xa mày đi làm cũng gần luôn lận. Chạy xe đạp cũng được luôn á nha. Ví dụ nha, ông đi xe đa chạy xe đạp cũng đi lận ngon. Ừ.
năng lượng mặt trời gì ta, phải không? Em tôi thở ngáy luôn rồi, đau mũi sẽ chảy cái thùng to. Lúc đầu chưa chảy đâu, nó ẩm ra, trời lạnh là lạnh đó, ẩm ra để cho biết sương gió mùi đời. Rồi, chúng tôi đang chuẩn bị lên đường lái xe đi về để các bạn 10:03:30 ha. Dẫu ca rằng mình thương rồi, mình nhớ ngó lên trời, trời này lạnh chết mẹ đổ mồ hôi. Còn lắm mình ơi, con đò không biết bây giờ mấy độ chứ chưa, sáng ta coi là âm 4 độ. Cái lạnh đầu tiên mà tôi được hưởng là âm 4 độ tại nước Hàn Quốc đây các bạn ơi. Nó lạnh một cái luôn, nó lạnh tới mặt tê tay chân luôn, cảm giác tê luôn, nó lạnh vậy luôn á nha, chứ không phải dành thường đâu. Ây hao sừ kìa Long ơi. Ây hao sừ này chắc nó bỏ quang luôn á, tới xong mà nó mới ra chồng vô hết không. Ê nó chèo cải thảo cháu hết không. Chúng tắm lô tô hoặc là kiến thiết không có đủ mua á. Lô tô ha. Kiến thiết thì phải đi dành từ từ. Ở 20 năm mày tính ra coi, 1 năm á mày lãnh được 70 mấy triệu. Đúng không? 7 triệu một tháng 77 triệu. À 87 triệu đi. Mà 10 năm thì nhiêu? 870 triệu. 870 triệu, 20 năm, 1 tỷ mấy à, 1 tỷ 6 mấy á, phải không? Vậy là đủ mua cái nhà thôi, mua nhà trọ luôn á. Thôi bạn có cho hỏi rồi. Nó có cho hỏi ngân hàng không ta? À, nếu mà mình trúng số gì mỗi tháng mà mình lãnh tiền đủ gì đó, cái nó cho hỏi ngân hàng, mình trả lấy cái tiền để mình trả ngân hàng cũng được, phải không? Đúng không? Ngon á, ổn định á. Mua nghĩa nhìn chọn cho thuê sống một bạch trà má ơi, đang tính trên mây. Thôi gì khỏe mệt quá, hỏi liên quan ai trên cuộc đời. Còn người ta đi suy nghĩ nhiều quá mệt. Ở công ty mua xin xa gần đó đó không các bạn?